mời mọi người đi thăm một cái trại cá ngày dịch nha. Ở đây là cảnh nuôi cá dĩa nha các bạn, nuôi ở trong mấy cái học đó. Đây là bên lồng kiến này nè, một cái tiếng ồn này là do mấy cái motor này nha các bạn, motor để tạo oxy đó. Đây là một cái bình dự phòng, là mà cúp điện đó là mình phải chuyển qua cái bình này, tại vì cá này mà nó thiếu oxy là nó ngợp nó chết nha. Đó, đây là cái trại cá nhỏ thôi, đây là anh tập nuôi thôi nha, tập nuôi. Bên đó là các loại cá dĩa, đây cũng cá dĩa luôn. Còn phía sau kia là lúc nữa mình dẫn các bạn ra để coi mấy con cá bảy màu, rồi các bạn xem để giải trí thôi nha. Này cơ sở anh nhỏ thôi, anh nuôi chơi thôi nha các bạn. Đó, đây là anh chủ nhân của cơ sở nè, anh tên là anh Cường nha, chào anh Cường nha. Đó, chút nữa anh Cường sẽ dẫn các bạn đi coi mấy loại cá trong đó. Thì cá dĩa này thường là nó ăn trùng chỉ là một nè, với lại là tim bò. Tim bò thì phải xay nhuyễn nè, rồi trộn với lại là vi sinh, vitamin nữa, trộn một lần mình làm rồi để dành cho nó ăn từ từ. Thì cá nhỏ thì nó ăn một ngày tới 3 cử lần, còn cá lớn thì nó ăn ít cử lại. Mấy ngày dịch này nuôi mua thực phẩm cho cá nó khó khăn nên là hạn chế cho nó ăn lại. Rồi mời các bạn vào xem mấy loại cá này nha. Wow, đây là mấy con cá dĩa con này nha các bạn. Tận dụng cái thùng xốp nào, đây là oxy nè, để cho cá thở. Đó, chạy qua đó. Cái này là được mấy tuần rồi anh Cường ơi? Cá đó cũng cá đó là tháng rưỡi nữa rồi. Vậy mình nuôi khoảng mấy tháng mình xuất được? 4 đến 5 tháng. Ừ. Chị cứ sắp được giao vậy cho nghe nha. Rồi, để đó cho em đi. Ừ. Này gọi là màu gì anh Cường? Đây là một cặp bồ câu nè các bạn. Một câu đỏ nha. Này con trống với con mái luôn đúng không anh Cường ơi? Đây một cặp nuôi trống mái nha. Cục gạch này mình để làm gì anh Cường? Để cho nó đẻ lên trên đó, rồi cái giá thể để nó đẻ. Ở giữa hồ này để một cục gạch cho cái cặp này nó đẻ nha, đẻ cái trứng lên cục gạch đó đó. Ừ, nó làm cái giá như vậy nè, mà mình làm biến mình cũng làm, bỏ mình làm giá chữ A lắm. Làm chuẩn là phải làm cái giá chữ A nè nha. Đây cũng cặp bồ câu luôn nè. Cặp xanh, cá dĩa xanh nè. Đây là lam. Tên lam ha. Lam với là xanh của lam. Bắt đầu với những cái dĩa đỏ nè các bạn. Màu đỏ sạch sẽ đẹp lắm nha. Đó, bên này cũng là cá dĩa đỏ nè. Mình qua đây là màu vàng. Màu vàng cũng chưa rõ rệt lắm nha. Đây là một cặp cá dĩa vàng bố mẹ nè các bạn. Này nó mới đẻ xong, nó mới dọn hồ. Còn bên này là cá con chuyển qua.
để cái cục gạch ở giữa để làm cái giá thể để cho nó bu xung quanh các bạn. Rồi, cặp này là cái dĩa sinh lục nè. Đó. Làm đó. Làm đứt. Làm đứt nha. Germany anh. Đó. Thường là để cái tam giác đó, cho nó đẻ, mà cái này là để cục gạch cũng được. Cặp bên này là bồ câu nè. Cái này màu này người ta gọi là màu bồ câu. Thêm màu lam mình ở cái góc này nhìn rõ hơn nè. Cái dĩa lam nha. Mấy thằng lam là lúc nó còn nhỏ là nó đã tự lên màu rồi, nó không cần phải đánh màu. À, lam tự lên màu. Nhỏ tự lên màu không. Đây là lam nhỏ nha các bạn. Lam này theo là anh Cường là nó tự lên màu chứ không còn phải đánh màu gì hết á. Còn bên này nữa nè. Anh Cường che một chút ánh sáng qua này đi anh Cường. Nó chuẩn bị bắt cặp thôi, để cho nó tự nó bắt cặp thôi, thắt thôi. Này là sắp đẻ này các bạn. Nó bắt cặp bắt đôi á. Cái tuổi này là mới cho nó bắt đôi hả anh? Cho bắt cặp xong rồi nó tách riêng rồi. Wow, trên này là mấy cặp màu nó khác nhau luôn nè. Cái này gọi là màu gì anh Cường? Con này hả? Ừ. Con này nó là bông xanh chỉ đỏ. Còn con này là con ở dưới là con beo. À beo. À, da beo á. À, beo bi. Yeah. Đó là beo bi. À, còn trên là bông xanh chỉ đỏ. Con này là bông xanh. Bông xanh chỉ đỏ. Rồi một cặp màu này là vàng hả? Dạng tuyết hồng đó, mà bây giờ nó nó già quá. Bố con này nó cũng sống hòa bình gì hơn cơ. Đúng rồi, nó cá này thường nó sống bầy đàn nên nó cũng sống tập thể. Ừ. Cái mình không cho đẻ thôi, mình dồn chung lại. Hớ hồ mình không cho đẻ nó dồn chung. Cho nó nghỉ ngơi á. Cái này nó cũng sắp già rồi. Già. Ừ. Nó 3 năm. Bảy màu hai đuôi nha. Đó. Có hai đuôi rõ ràng nha. Đó, đặc đáo không? Cái này hơi hiếm đúng không anh cơ? Đang cái hiện giờ thị trường có chưa có cái loại này. Bảy màu hai đuôi. Lấy vào. Ừ, cũng mới tinh. Đẹp. Wow, đẹp quá. Mấy con bảy màu này mới đẹp nè. Đầu đỏ, đuôi đỏ. Cái này bao nhiêu một con cơ? Cái này nó cũng cùng lung giá rồi. Không có nói được. Trời đất thì... Mấy chục ngàn không? Mà nó bán cũng có mấy chục ngàn. Nếu vậy nó tùy theo. Nếu mà nó lên tay rồi kia đỏ rồi luôn á. Ồ, vậy hả? Cái con này là con cái hết hay là có đực có cái trong này anh Cường? Đực nó nhỏ đúng không? Cái dòng này đực trống nó xấu hơn con mái nha các bạn. Tên chính xác của nó là gì anh Cường? À, cũng coi hả? Nó lớn cỡ này là hết cỡ chưa anh? Cái con này nó đẻ chừng 2-3 lần thì nó lại to lắm. Ừ. To như cái cắt, nó ít mình. À.
Dòng này nó ăn cái gì anh Cường ơi? Cám. Cám hả? Cái con đỏ mà đuôi dài nè, có thấy con đực không anh? Đúng rồi, nó đó. Con kêu bông đó. Mình nó có. Còn mấy con nhỏ xíu là con đang lớn hơn còn. Nó hồn đó, nó đẻ liên dây lọt ra ngoài. Ờ, nó đẻ con nhiều quá ha. Con này bảy màu mới đẹp nè các bạn. Rồi, mấy con cá màu đỏ nè. Đuôi nó dài lắm nha. Nó là dòng red nè. Nước anh Cường đọc sạch ghê. Có nuôi ít thì nó sạch. Ừ. Mấy cái rác nó lớn để cho nó đẻ nhỏ ra đây rồi. Cái dòng đỏ này nó đẻ khỏe không anh? Đẻ nhiều. Đây nè, nó. Cái lớn nuôi đỏ nó ra đẻ, cái nó thu ra ngoài đó. Đây, nó đẻ rồi nè. Nó đỏ nửa thân rồi anh Cường ha. Đúng rồi. Ừ. Làm nó đỏ hết con được không? Nó là con máy mà. À, má nó đỏ phút sau hả? Ừ, còn nó trống mà nó đỏ luôn. À. Đây, má thì đỏ nửa người thôi nha. Mẹ cũng có oxy luôn. Như là mấy em trống nè. Ờ, em trống nó đỏ nè. Bắt một con lên thử nha. Đây. Đó, cá phải màu đỏ các bạn. Trong rổ đó hả anh Cường? Đúng rồi, cá coi. À. Bây con. Nó đẻ cho chùi ngoài. Đây là cá mẹ. Đúng rồi. Mẹ con ở đây. Cá bể màu gold nè các bạn. Nó màu vàng nha. Đó, độc đáo không? Một bầy luôn nè. Nó đi theo bầy nha. Này nó có nắng đẹp nè. Nó màu vàng nha. Tại vì cái khay này nó màu vàng luôn nên là nhìn không rõ lắm. Bảy màu gôn rất là nha. Đó. Màu vàng 24k. Đây đang like cái loại này nó hai đuôi nha. Cái này đỏ bi với màu rừng à, này rồi bảy màu nha. Bụng nó bự nó mới ăn hay sao ta? Mấy con cá nó sắp đẻ được. Đẻ không nha. Đây chữa nha. Con này đẻ. Rồi nhân bên này là cá bảy màu con nè. Này sao mình phải che kỹ là nó thiếu ánh sáng rồi sao nó lên màu anh Cường? Cái loại này nó màu nó vậy. Nó không có màu hả? Mình đưa lên cái hộp kiến mình thấy nó thấy. Bụng nó ốc nóc ha. Rồi nó đẻ rồi sao mà nuôi nổi. Nhiều quá mà. Dạ, mấy cái dòng này thì cho nó ăn cái gì anh? Nó ăn cám rồi ăn sừng kỹ. Đây là một quần thể cá bảy màu. Này mới đúng là màu sắc của bảy màu nè. Đuôi rồi nè. Nhiều màu lắm nha. Chấm bi, chấm nâu. Bảy màu tạp nè các bạn. Rất nhiều màu. Có màu bạc ở trên đầu nữa. Cái dòng này là dễ nuôi lắm nha. Dòng này ăn lăng quăng là cực kỳ hiệu quả luôn. Hồi nghe em nó cho cặp có mang về ép đẻ
trong này có cá cờ lửa nha các bạn. Nó hơi tối. Tối lắm. Mình lấy cái vợt vớt ra nha. Nhát. Đây. Ồ, cái này giống cái ly thia. Đúng rồi. Nó là cái cờ. À. Đây. Nó có sọc 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 nha. Rồi. Cái này coi thì có là cái này có cá con nè, coi con nè. Con. Cái này coi đen nè. À. Nét đặc trưng của coi đen. Coi là nó cũng lên màu đẹp quá ta. Đây là đó, coi đen. Nó có màu mà sao gọi là coi đen anh cơ? Cái mình nó đen, còn con lấy là con coi đỏ. Nó gọi rét những ngày lên từ lóc. Đây dòng bảy màu coi đen nè các bạn. Sau đuôi nó có cái phần đen nha. Cái mình nó đen. Có nuôi mấy cái con ốc táo này các bạn, táo này để nó về sinh hồ nè, đó xà vào cái nó buông ra luôn nè. Ốc này nó ăn cái gì anh Cường? Nó cũng ăn ba cái đồ thừa đó. Vệ sinh cho cái hồ cá mình luôn. Nghêu. Cái gôn này nó dạng lắm nha, để tay xuống nó vô lại nè. Cá mà nó đói cái dạng á, mình bỏ tay xuống mình bu lại nó rồi. Nước này nó mát á. Trời, ốc này nó to rồi, nó đẻ, nó leo lên, nó đẻ cho nó vậy. Wow. Đẻ nguyên ổ vậy hả anh? Này gọi là dòng ốc gì anh? Ốc táo. Ốc táo. Ốc táo nó nhiều màu, màu đỏ, màu vàng, màu tím. Mình đúng. Ốc này nó có lớn nữa không anh Cường? Đây mấy con kia nó to gần bằng mấy ốc bu nữa. À, đây nè em thấy rồi. À, ốc táo này nó lớn lắm nha các bạn. Đây có ốc con nè. Ốc con chuyển qua ốc lớn nè. Và đây là cái tổ của nó nha. Mình tổ ốc táo nè, bu lên nó đẻ nè các bạn. Mấy con này anh? Mấy này nó dầm rét thôi, đúng màu vàng nó dê lô. Đây là dòng cá dĩa rét nha các bạn. Đánh màu vàng. Cái màu là cho vào trong thức ăn nó đi, nó lên màu nè. Nó qua yellow. Cái này màu nó chưa có. Màu nó chưa có đậm đà lắm. Nó chưa có rõ ràng. Đó. Rồi nè. Dạng lắm. Còn chừng với mình nè. Bò này nhiều lắm. Đây là những chú cá dĩa đỏ. Màu này sặc sỡ đẹp ha. Đỏ gần như hết mình luôn nha. Chỉ cái đầu là màu trắng thôi. Đẹp cực luôn.
quay cho các bạn xem cặp bồ câu đỏ này nữa, là mình kết video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem clip này nha. Chào tạm biệt các bạn.